Chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa. Nay thì em sẽ phục hồi một con này cũng còn khá đẹp. Hàng phải nói là hàng kịch độc các bạn. Thực sự luôn là em nhìn em thích rồi. Em đang định gạ anh khách ruột của em để lại cho em con này em chơi đây các bạn. Nhìn nó hay quá. Nó có một cái rất là hay nhá. Mà cái nó của hãng gì cơ? Đây, hãng gì cờ la gì đây này. Tên rất là lạ. Lặng các bạn. Con này rất là lặng nhá. Em xem nó là của thằng nào. Nó của thằng Nhật thôi nhưng mà hàng nội địa Nhật. 100V nhá. Nó là hàng Nhật. 100V. Bạn nhìn thấy nó ác chưa? Rất là lạ. Em vừa kiểm tra sơ qua thì bên này bật thì nó có motor kêu này. Bên này bật không có gì này, mà các bác bật bên nào hiển thị bên kia này. Và con này thì nó bị thối mất một cần đây này. Thối. Và bên này nữa thì thực tế ra cái viền bên ngoài này là con này nó cũng là độ lại rồi. Cái này này. À không phải độ lại mà nó cũng hiện tượng bị thối các bạn. Nó cũng hiện tượng bị ấy rồi. Nếu mà thay được em thay cho cả hai bên con này. Con này thì em nhận của anh khách ruột ở Cần Giờ, Hồ Chí Minh. Hơi phí là con này bị lứt ở cái này một chút xíu này. Này rất là ngầu. Không biết là chất âm thế nào. Con này em nhận dọn lại cho anh ấy nhé. Dọn lại xử lý cho anh chạy ngon lành hết nhé. Thì em sẽ quay. Tháo ra em sẽ quay cụ thể cho các bác. Ốc mấy cái này dỉ hết luôn này. Lục giác này dỉ đâu. Em sẽ quay cho anh em mình cùng xem. Con này em đã tháo phần vỏ rồi các bạn ơi. Hai bộ cơ sắt xi 7 màu. Bộ cơ vẫn còn ok. Để em lật mặt dưới cho các bác xem. Con này thì có dấu hiệu sửa chữa. Câu trả câu tụ ở đây này. Giờ trước hết thì em cứ tháo phần cơ ra để em kiểm tra nào phần cơ trước. Xong rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Thì con này thì muốn tháo phần cơ thì phải tháo cả cái bệ này ra. Bệ trên này ra xong mới tháo được phần cơ kia ra. Đây, phần cơ dưới các bạn này. Con này phần cơ còn đẹp lắm. Sắt xi 7 màu đẹp. Con này là dạng dòng máy cổ các bác. Đây. Em sẽ làm hai phần cơ trước và con này là đang kiểm tra con này nó đang mòn đầu từ. Mòn mạnh luôn. Cả hai bên, cả hai con. Đó, nhìn cái đầu từ nó mòn mé trên chưa? Mòn tịt luôn. Này phải thấy cả đầu từ. Muốn ngon phải thấy cả đầu từ đây. Rồi em sẽ xử lý phần cơ, sau đó em sẽ thay đầu từ luôn. Nói chung là làm những bộ cơ thì nó cũng như các cái cơ khác thôi các bác. Đều phải tháo ra và kiểm tra đây. Dây cô loa nó bị ấy này, đây sẽ phải vệ sinh sạch nhé. Cả trục kia nữa, bánh tì mốc, cái cao su trung gian, rồi là những cái công tắc tiếp điểm này này, có thấy đèn gì không? Sẽ phải đánh lại hết nhé, đánh hết lại những công tắc, thì vệ sinh lại sạch sẽ ở đây, nhớt nó bám vào đây sẽ phải lau sạch đi thì mới lắp dây con loa vào làm nhé. Đây là cái cụm của bánh tì của con này, han gì hết này. Này em tháo ra để em vệ sinh lại nhé. Đấy. Con này đang bị cái tình trạng là mất tín hiệu đầu ra các bạn. Hai bên này em đã vệ sinh phần cơ băng nó chạy ok rồi. Bây giờ em đang cắm thiết bị ngoài nhé.
Nhưng hiện tại giờ đang cắm cái cổng ao đằng sau này các bác này. Chỉ nghe tiếng này thôi. Cắm cổng ao đang mất nhá. Đấy, lỗi này, cắm vào phát vào phạt. Tình trạng đang cắm đang tín hiệu xuất ra là không có này. Đang lỗi nhá. Không có tín hiệu xuất ra. Giờ em sẽ bắt tạm cái mặt này trước. À, để em sẽ thay một cái đèn của cái bên này trước đi. Không biết là còn cái bóng nào không. Đi tìm xem còn cái bóng nào không. Em sẽ thay cái đèn cái bóng bên đấy nhá. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ lật mặt sau để chúng ta kiểm tra xem là con này tình trạng đang bị lỗi gì nhá. À, chế độ play thì đèn vẫn hiển thị đèn play đấy. Động cơ em đã dọn rồi. Tôi thích ok, play ok cả hai bên cơ rồi, nhưng mà đang con này đang bị lỗi. Con này đang lỗi là mất tín hiệu nhá. Nhấn ghi vẫn báo đèn đỏ kìa. Riêng ở phần kim này nó đã không lên rồi con này. Kim nó không lên, nhưng mà tiện tháo này em sẽ thay luôn cái kia xong. Sau đó em sẽ bắt tạm cái này về lật mặt sau để kiểm tra. Con này là khá phức tạp đó các bạn. Hiện tại giờ đang mất tín hiệu đồ ra, nhưng mà trong khi đó cắm vào thì nó lại rất là ù. Rất là ù. Kim vu không có tín hiệu gì. Con này thì bắt buộc chúng ta bây giờ tín hiệu đầu ra đi từ đâu? Đi bắt đầu từ cái tín hiệu của cổng ao này. Dây ra đi từ đâu thì hiện tại em đang dò dây ra đi xuống cái vị dưới này. Rất nhiều dây rắc nhá. Cái em sẽ đi dò cái hệ thống này xong rồi em sẽ chia sẻ sau. Càng này khó chơi các bạn. Tất cả sử dụng đều bằng transistor. Nhiều transistor lắm. Đều sử dụng bằng transistor mạch cổ nhé. Càng này khó đó. Hiện tượng chỉ có ù thôi, mất tiếng. Con này thì em đã xử lý tín hiệu đầu ra ok, nhưng mà đang bị lỗ một kênh này. Bác nghe tiếng loa thì tịch tịch không? Đang lỗ một kênh. Đang bật cái đây này. Đấy. Kênh 1 này. 1 đang lỗi này. Em chuyển sang bên 2 này. Chuyển sang cửa băng số 2 em bật. Bác chờ em chút. Đấy, test tạm rồi, tí phải chỉnh lại tốc độ. Cửa băng 2 chạy ok nhá. Nhưng mà cửa 1 thì bật lên nó tì. Đấy. Giờ sẽ đi kiểm tra xử lý cái phần
của tín hiệu của cái cửa băng số 1. Con đầu đất Clary đây, nó mở chữ các bạn này, MD8181 của anh khách Cần Giờ, Hồ Chí Minh đã ok rồi nhá. Con này của mình thì đây này, cần em thay cho mình cần khác này, đổi mình cần khác này, nhìn nó cũng tương đối nhá, nó cũng cũng giống giống cần của nó đấy. Đây. Đấy, thay cho mình cần này. Thì con này của mình ở đây em thay cho cái đèn vu nữa này, một cái đèn đèn vu bên này nữa, thay hai đầu từ mới. Con này thì xử lý lỗi mất tiếng và xử lý lỗi một bên phần cơ có vấn đề, và thay dây cu loa cũng như là xử lý lại cái phần cháo trục này, nó là cái cao su của con này. Đây, để cho nó chạy hoàn hảo. Và con này cân chỉnh lại cho anh là cân chỉnh lại cho anh cái vấn đề là cái âm thanh ra cũng như là cái đèn vu nhé, cân chỉnh lại âm thanh và đèn vu. Con này thì em định chia sẻ với các bác, nhưng mà con này rất là khó. Thực sự bản thân em cũng cực kỳ thấy khó làm luôn, khó lắm. Hàng transistor nó nhiều linh kiện chi chít, tìm còn muốn mệt luôn. Còn ý định của em là cũng chia sẻ cho các bác cái cách sửa xử lý, nhưng mà bản thân em cũng còn thấy chật vật. Nhưng con này có chia sẻ các bác cũng không biết làm thế nào. Nhưng con này phần về phần nguồn nữa này, em có thay một vài con tụ phần đọc nguồn, nó lâu lắm rồi nó hỏng rồi, em có thay con tụ phần đọc nguồn nữa. Con này hàng gấu các bạn. Mấy con này thì cũng phải thêm cái ấy này. Đấy, cũng phải thêm hai cái này. Hai cái lối in-out này nữa. Đây, con này đây. Con này hai cửa băng chạy ok rồi. Đây cửa 1 nhá. Tình yêu chợt đến nào. Cái này phần vi băng thì các bạn mới sử dụng nhá, còn không các bạn cứ để cho đẹp thôi. Gọi là mình làm cho giống như dạng kiểu quay thôi các bạn. Lòng con buồn mãi đâu dám mơ trong đời. Âm thanh là chuẩn ok, tua ok, công tơ mét ok. Chạy hết nhá. Bên này này. Cuốn này tiếng hơi ấy này. Đây, đổi bên này sang để tiếp. Trong sóng gió lại về. Âm thanh rất chuẩn nhá. Âm thanh là chuẩn luôn. Thay hai đầu từ mới luôn. Nói chung thay đầu từ thì dùng nó lâu dài hơn các bạn, nó bền hơn. Đặc biệt con này nghe chế độ line in rất hay nhá. Chế độ line in thì mình phải cắm bằng sau, nhấn nút Z. Đấy, nghe chế độ line in thì các bác nhấn nút Z bất kỳ hai cửa băng này để nghe chế độ line in nhé. Con này thì nói chung nội thất thì còn khá là đẹp. Nội thất còn đẹp. Các bác nhìn con này như thị trường mà nhìn, để như em thấy là nếu một con máy đẹp là họ bán được khoảng 5 triệu các bạn.
bán tầm 5 triệu vậy. Một ngày đẹp mà tình đến rồi, từng tờ chim bao rồi vậy nào mình đã... Rồi, con này của anh đã ok rồi. Cảm ơn anh trai đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ em. Và anh cũng gửi cho em hai cục nguồn nữa kìa. Và một cái cần của cái cần của cái đĩa than. Nhưng cái cần đấy thì nó mất kim rồi, nhưng em vẫn xin. Và anh có gửi cho em thì anh cho thêm hai cục nguồn nữa. Cảm ơn anh Cần Giờ. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhé. Chào tạm biệt các bác.